Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Tên tôi là Phan Anh. Và trong bài học ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về email marketing. Email marketing là gì? Và có những cái cách thức như thế nào để làm email marketing? Có lẽ chúng ta đã rất là quen thuộc với việc sử dụng email rồi, nhưng mà làm email marketing chuyên nghiệp như những công ty như Lazada, AdeRoi, Tiki thì đôi khi chúng ta chưa biết làm. Nhất là đối với các cá nhân chúng ta đang bán hàng ở trên Facebook, bán hàng thông qua sale, rất ít khi chúng ta quan tâm đến email marketing, đúng không ạ? Thì lời đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các anh chị email marketing là gì. Thì có lẽ là các anh chị và tôi cũng đã nhận được rất nhiều các cái email khuyến mại của các hãng nước ngoài, của các hãng trong nước, các hãng lớn của trong nước, đúng không ạ? Thế thì nó là một cái hình thức marketing, nó là một cái hình thức tiếp thị, nhưng nó được liệt trong cái nhóm là các cái hình thức marketing trực tiếp, tức là direct marketing. Đó. Thế thì email marketing nó sẽ làm bằng cách này, hoạt động marketing bằng cái phương thức email. Mà như hiện nay chúng ta được biết rằng là mỗi một người chúng ta đều có ít nhất một cái email. Ý tôi muốn nói là những người trưởng thành, đúng không ạ? Vâng, vậy thì email marketing nó sẽ bao gồm rất nhiều các cái cách thức, dạng thức như sau. Quảng cáo tới các khách hàng dưới cái dạng là giới thiệu thông tin về sản phẩm và dịch vụ, giá khuyến mại, đúng không ạ, chương trình giảm giá, vân vân. Gửi các cái bản tin mà tiếng Anh người ta gọi là newsletter đấy. Bản tin, đặc biệt là các cái trang báo tin tức thì họ thường xuyên gửi bản tin. Hoặc là những cái trang họ muốn có truy cập vào web thì họ sẽ sử dụng bản tin rất là nhiều, đúng không ạ? Thứ ba đó là chúng ta sẽ sử dụng nó để chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán, đặc biệt là hoạt động sau bán, có đúng không ạ? Thứ tư đó là chúng ta có thể gửi những cái thư chúc mừng, thư cảm ơn nhân những cái dịp đặc biệt của công ty hoặc là của khách hàng, đúng không ạ? Và thứ năm đó là chúng ta có thể tận dụng email marketing để mời, để bán hàng, để bán chéo các cái sản phẩm khác nhau. Đó, thì đấy là một số những cái mục đích cơ bản của email marketing. Thứ hai đấy là chúng ta sẽ phải lý giải về cái việc là các cái lợi ích của email marketing là gì. Thế thì như chúng ta thường biết là chạy quảng cáo Facebook rất là hiệu quả, có đúng không ạ? Mà tôi thì cũng là một cái người mà có thể nói là một cái chuyên gia, một cái chùm chạy quảng cáo Facebook cũng tương đối là nhiều kinh nghiệm. Tôi cũng không nói là giỏi đến cỡ nào, nhưng tôi nói là rất nhiều kinh nghiệm, đúng không ạ? Chạy quảng cáo đã 5 năm rồi, dạy cho đến khoảng 7.000 học viên là chạy quảng cáo, 3 triệu đô la tiền quảng cáo trên Facebook trong 5 năm rồi. Bởi vì chúng tôi là một cái nhà quảng cáo thuê. Quảng cáo Facebook rất hiệu quả, nhưng cái nhược điểm của nó là đắt đỏ, đúng không ạ? Chúng ta phải đổ tiền để cày đơn hàng. Thế nhưng mà email thì nó lại khác. Email marketing có một đặc điểm là rất là rẻ về mặt chi phí. Tôi chưa nói về hiệu quả nhé. Hiệu quả có thể là nó cũng rất là kém so với các loại hình khác, nhưng mà về mặt chi phí thì nó rất là rẻ, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta sẽ mua một cái gói dịch vụ email marketing trả phí, nó chỉ khoảng 10-20 đô la một tháng. Thế nhưng chúng ta có thể gửi một cái số lượng email rất là lớn hàng ngày. Đó. Và nếu như tôi giả sử rằng các bạn bán được một đơn hàng trong một tháng, lợi nhuận của một đơn hàng là 500.000, thì các bạn bán được một đơn là các bạn đã thành công từ email rồi. Bởi vì là cái giá của dịch vụ email các bạn mua nó chỉ khoảng 15-20 đô la thôi. Đấy. Cho nên là về mặt chi phí nó rất là hiệu quả. Và thứ hai nữa là cái tỷ lệ chuyển đổi người mua và cái chi phí đơn hàng từ email marketing nó rất là thấp, chuyển đổi thành người mua nó rất là cao. So với cái chi phí nó bỏ ra thì rất là tốt các anh chị nhé. Thế thì ở đây tôi muốn nói về cái việc là sử dụng email marketing. Rồi, thế thì một cái câu hỏi nữa được đặt ra trong cái bài học này đấy là email marketing thì nó khác gì với việc là gửi thư giác? Bởi vì hiện nay thì chúng ta thường đánh đồng cái quan điểm là email marketing là giống như thư giác. Thế thì thực ra không phải đâu. Nếu như chúng ta mà sử dụng một hình thức email marketing chuyên nghiệp, ví dụ như Amazon, thì tôi thường mua hàng ở trên Amazon nên tôi biết Amazon không bao giờ gửi thư giác cho khách hàng. Hàng tuần vào một ngày cố định, Amazon luôn gửi một bức thư tới email của khách hàng, và dựa trên những cái sở thích, dựa trên những hành vi tìm kiếm, hành vi giao dịch của khách hàng ở trên website Amazon kèm theo một cái lời chào, thì cái hình thức đấy người ta gọi là smart email marketing, gửi email marketing nhưng rất là thông minh, đúng không ạ? Dựa trên hoàn toàn về hành vi và sở thích của khách hàng, chứ không phải là tùy tiện gửi. Thế còn như ở Việt Nam hiện nay thì chúng ta thấy rằng hầu hết cái hình thức gửi email là nó
thiên về cái hình thức là gửi thư rác. Tức là chúng ta cứ bắn bùm 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 bùm, chúng ta không chọn lọc data, chúng ta không nghiên cứu hành vi, chúng ta không cho khách hàng sự lựa chọn từ chối, đúng không ạ? Chúng ta đi mua data, chúng ta mua email, chúng ta viết, chúng ta nhồi nhét, chúng ta gửi. Và nó xảy ra một cái tình huống là khách hàng rất là khó chịu. Nó giống như cái nạn tin nhắn SMS rác ấy, mà bây giờ Bộ Thông tin Truyền thông đã phải chặn ấy. Đấy, thì hiện nay email là không chặn được, nhưng SMS thì Bộ Thông tin Truyền thông đã chặn được. Mà thực sự đến chúng ta sử dụng cái điện thoại di động trong khoảng mấy tháng trở đây, chúng ta cũng thấy nó cũng rất là nhẹ nhàng, bởi vì là chúng ta không bị nhận những cái tin nhắn spam mà có thể mỗi ngày lên tới hàng chục cái tin nhắn như vậy, đúng không ạ? Thế thì nó sự khác biệt ở đây đó là cái người làm marketing là một cái người mà có sự nghiên cứu, có dựa trên những hành vi sở thích của khách hàng, và đặc biệt đó là hành vi mà khách hàng mong muốn nhận những cái thư đó, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ học cách để trở thành những cái người gửi email marketing chuyên nghiệp. Và trong một cái tổ chức công ty hoặc là một cái đơn vị thương mại điện tử uy tín thì thường là họ sẽ có bộ phận gửi email marketing rất là chuyên nghiệp. Các bạn cứ thử nghĩ xem, như Lazada, A Đây Rồi, Tiki, Tico, Trần Anh vân vân, họ gửi những cái email marketing mà chúng ta rất là muốn mở, đúng không ạ? Vâng, thế thì bài học hôm nay thì tôi muốn chia sẻ những cái nội dung cơ bản như vậy. Xin gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn lại các anh chị. Xin cảm ơn.